thì ông sẽ về. Dạ, về thì cái lúc đó chắc là sẽ có một người để thường xuyên đến để giúp cho anh mẹ. Dạ. Thì dạ. Nói chung là tôi thì con và con này trước. Dạ. Thì có chồng rồi xa thì thương mẹ mà để mắt. Thì ông kỳ kỳ nha, cái nhà của bên đó mình vẫn không có ai ở hả? Dù mẹ ở đây. Dạ. Dạ. Mẹ ở đó thì là ở đây được rồi, bà tái bà đồ cũng ai hà lắm. À, tức là vẫn đóng cửa hả? Dạ, cái chuyện mẹ về đây là có bố ổng rồi quần. Dạ, dạ. Ông dạ. Chắc được không? Dạ, dạ. Cảm ơn. Yeah. Trong vòng và con.